Bà lấy giùm chén ớt coi. Thưa ba, thưa mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói. Nói đi. Con thích con trai. Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe coi. Con thích con trai. Mày kiếm chuyện với tao đó hả? Đây đây, đây đây. Xuống đi. Ba, con thích con trai. Tao nuôi mày ăn mày học, giờ mày nói vậy, mày coi được không? Con trai mất dạy. Thôi, con nói giỡn mà. Trời ơi. Dẹp mẹ đi. Bà đi theo tôi. Không. Tại sao? Bà nói tôi nghe coi, tại sao con tôi nó lại thành như vậy? Tôi... Cái nhà này loạn lên hết rồi hả? Bà cứ ôm ấp, chiều chuộng nó riết đi. Rồi nó thành cái gì? Hả? Bà thấy chưa? Ông bình tĩnh đi. Tôi nghĩ là con nói giỡn thôi mà. Chứ đó giờ con ở đâu có như vậy đâu nha. Ông tôi còng lưng ra nuôi nó ăn, nuôi nó học, mà giờ nó giỡn, nó coi tôi là cái gì? Ông bình tĩnh đi, ông bình tĩnh lại nha. Chiều con nó về rồi mình nói chuyện nha. Đợi con nó về đi rồi mình nói chuyện với nó. Một là nó đứng trước mặt tôi,
nói cho ra lẽ. Còn hai là nó cuốn gói ra khỏi cái nhà này. Nó là con ông mà. Ông không thương nó hả? Con tôi, con tôi mà giờ hàng xóm người ta nhìn vô, người ta xỉa xói, móc mỉa tôi. Con tôi mà đến cái sĩ diện của ba nó, nó còn không giữ được, vậy nó có xứng đáng là con tôi không? Hả? Con ông, mở miệng ra là con ông. Vậy, vậy nó không phải là con tôi hả? Hả ông Khanh? Có khi nào, có khi nào ông mở miệng ra, ông nói con sao, con muốn cái gì, con như thế nào? Có khi nào ông mở miệng ra ông hỏi chưa hả? Hay là ông hỏi những cái lịch này nè, lịch của ông này ông đi hỏi đi. Ông hỏi đi, ông hỏi đi, này ông hỏi đi. Ông chỉ biết nghe sự diễn hảo quân mà thôi. Được, ông đuổi con ra khỏi nhà chứ gì. Tôi là mẹ nó nè, tôi cũng sẵn sàng bước ra khỏi căn nhà này. Mày đi vô đây. Tại sao lại không là mày? Tại sao lại mắng vô? Hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tao không. Tao nói mày là cuối nha. Mày không chơi với thằng Thắng nữa. Tại sao? Yên. Ta cái đứa trai cũng là trai, gái cũng là gái. Nghe là cái gì? Bình tĩnh lại đi mà.
Thưa ba, thưa mẹ con mới về. Nó bụng gì đây, sao ăn đi con? Rồi mai ta sẽ đi với ai, tay trong tay với ai, có quay đầu nhìn lại. Rồi mai không ai đúng ai sai, không ai trách thêm ai, đơn độc này người. Và nếu nụ cười không còn trên đôi tim héo mòn, ta sẽ nói những gì? Từng giờ từng ngày rồi sau cuối, vòng đời nào ngược dòng trôi suối thời gian, cho ta phép thở than. Chẳng ngày mình được lòng tha thứ, lại điều gì mình sẽ giữ cho nhau cho đến mai sau. Tay trong tay với ai, có quay đầu nhìn lại. Rồi mai không ai đúng ai sai, không ai trách thêm ai, đơn độc này ngừng lại. Và nếu nụ cười không còn trên đôi tim héo mòn, sẽ nói những gì? Và nếu buồn ai không về, ta không đi chán chê để lời thề đường về. Từng giờ từng ngày rồi sau cuối, vòng đời nào ngược dòng trôi suối thời gian, cho ta phép thở than. Là điều gì mình sẽ giữ cho nhau cho đến mai sau. Thời gian cho ta phép thở than.